Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện văn học với Phiến Đang và với khách mời đặc biệt của chúng tôi là nhà văn Trần Phong Vũ. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa ông, Phiến Đang sẽ trở lại với ông trong những cái lần tới để mà mình nói thêm nhiều về những cái hồi ký hay là những cái tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Chí Thiện như là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện như là Hỏa Lò hay là tập thơ Hoa Địa Ngục như ông vừa nói. Tuy nhiên trong cái phần hôm nay đó thì Phiến Đang muốn xin được hỏi ông là về cái khuynh hướng sáng tác của ngay cá nhân chính của nhà văn Trần Phong Vũ là ông trước năm 1975 ông đã từng viết những cái bình luận chính trị. Thì sau năm 1975 thì những cái bình luận chính trị mà ông vẫn tiếp tục viết đó có một cái thay đổi khái niệm nào mà ông muốn chuyển tải đến cho cái người đọc? Vâng, cảm ơn chị nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị nếu mà đã từng đọc chúng tôi qua những cái tác phẩm chúng tôi giới thiệu ở đây hay là qua những cái bài tham luận, bài nhận định thời sự mà chúng tôi đã viết ở trên báo chí hoặc ở trên các mạng thì quý vị cũng có thể hiểu rằng là thật sự chúng tôi không có cái tham vọng trở thành nhà văn. Mặc dù chúng tôi có tác phẩm, bởi vì khởi sự một cái văn nghiệp vào cái lúc mà rời bỏ đất nước đã trên 40 tuổi mà lại bị vướng biết bao nhiêu những chuyện phải lo mưu sinh ổn định đời sống thì đó là một cái tham vọng hão huyền. Nhưng mà nó có một cái nhu cầu, thưa quý khán giả, sau này chúng tôi đã vì cái nhu cầu đó và chúng tôi đã biến cái ngòi bút chúng tôi trở thành một cái tạp bút. Tôi viết đủ thứ. Tôi viết cả sáng tác truyện ngắn, truyện dài, biên khảo, rồi thì nhận định thời sự, rồi thì thơ, rồi thì tùy bút, đủ thứ. Miễn là mỗi một cái mảng đó, mỗi một cái bộ môn đó nó đáp ứng cho tôi được cái điều là tôi phục vụ cái cuộc đấu tranh hiện nay. Đối với tôi á, cái tuổi còn lại của tôi cho đến bây giờ tôi vẫn theo đuổi là làm thế nào để mà thúc đẩy cho cái cuộc đấu tranh của những người trẻ ở đây cũng như ở trong nước, để làm thế nào để mà có thể thay đổi cái vận mạng của đất nước. Chưa bao giờ mà có thể lẽ, thưa quý khán giả, nhìn vào hoàn cảnh đất nước chúng ta nó đau thương như thế nào. Chị cũng đã thấy rõ điều đó. Đến một cái đất nước nó đến chỗ tàn mạt, đến cái chỗ mà người ta sẵn sàng bán cả biển đảo, cả cái di sản của tiền nhân cho một kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Trung Quốc thì nó hết đường rồi. Đến nỗi mà cả những cái người cầm đầu chế độ bây giờ cũng nói rằng là cái tình trạng tham nhũng bây giờ nó không còn là một con sâu tham nhũng mà cả là một bầy sâu. Cái câu nói này là câu nói của ông Trương Tấn Sang. Thế rồi thì đến một cái ông Tổng Bí Thư là cái ông Nguyễn Phú Trọng thì vừa rồi là một cái người cầm đầu một cái đảng Cộng sản từ xưa đến nay và họ vẫn mệnh danh là cái đảng bách chiến bách thắng, là cái chuyện mà phải đi tới cái chuyện mà thế giới đại đồng mà này mà kia. Rồi thì họ quên luôn cả cái chuyện là chỉ mười mấy năm trước thì tất cả cái hệ thống châu Âu Cộng sản theo với Liên Xô thì sụp đổ rồi, mà ngày nay chỉ còn có vài ba nước trên thế giới mà vẫn cứ mạnh miệng nói những chuyện láo. Để rồi gần đây Nguyễn Phú Trọng nó nói một cái câu rằng có thể một thế kỷ nữa đó, thì cái lý tưởng Cộng sản vẫn không đạt được. Chứ đó là một cái chuyện khôi hài, một cái chuyện rất là dị kỳ. Và chính từ cái căn bản đó tôi mới có một cái niềm tin. Cái niềm tin đó là Cộng sản sẽ suy tàn trong thời gian không còn có lâu nữa và chúng ta có quyền để mà hy vọng một cái ngày mai vinh quang của đất nước. Và vì vậy cho nên trong những cái năm tháng còn lại tôi vẫn nghĩ rằng là tôi sẽ nối tiếp cái con đường tôi đã đi, là tôi sẽ tiếp tục viết những cái gì để mà thổi vào một cái luồng gió mới vào cho cái thế hệ trẻ, cho những người đọc tôi, để mọi người ý thức rằng là chúng ta tuy rằng đang sống lưu vong ở hải ngoại, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một quê hương để phục vụ. Chúng ta còn có một cái dân tộc để mà chúng ta yêu mến, để mà làm một cái gì cho đất nước chúng ta. Thành ra cái khuynh hướng, nói về khuynh hướng văn học của tôi đó, thì nó là cái mà người ta thường hay phân biệt, văn học người ta phân biệt hai loại. Là văn học vị nghệ thuật và một cái thứ vị nhân sinh. Tôi đi thẳng vào cái quan niệm văn học vị nhân sinh, và nhân sinh ở đây là những con người gần gũi với tôi, là dân tộc tôi,
là những người cùng máu mủ với tôi, cùng cha ông tiên tổ với tôi, thì tôi có cái trách nhiệm làm việc đó. Cho nên tôi làm văn học bằng cả những lời nói như bây giờ đây này, chứ không phải chỉ có viết. Cho nên khi mà tôi tham gia những cái cuộc, những cái buổi pon talk của những anh em trẻ mời tôi lên đó, thì tôi đã được lắng nghe rất nhiều những tiếng nói từ trong nước. Tôi lắng nghe từ những nói, tiếng nói của các anh em ở những châu lục khác với tôi, ở bên Úc Châu, ở bên Âu Châu và ở bên ở đất nước Hoa Kỳ và cả ở Việt Nam nữa. Và nhờ vậy cho nên tôi có một cái xác tín rằng là hiện thời bây giờ chưa bao giờ người Việt Nam chúng ta đã rời bỏ được một cái cảm thức là sợ hãi chế độ cộng sản. Càng ngày chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng cửa sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào một vài cái hình ảnh vừa rồi trong cái lần mà đón tiếp Đinh Nhật Huy đó. Vâng. Khi mà anh được trả tự do đó, ở ngay tòa án đi ra thì người dân toàn là những người trẻ cả. Tôi đếm được, tôi nhìn trong đó có cả những người như là Nguyễn Hoàng Vi, rồi thì Phương Uyên, là những người rất là trẻ. Họ đến để họ hát một cái bài mà cái bài của Nguyễn Đức Quang, tôi quên cái tựa đi rồi, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, là cái bài lâu nay chúng ta chỉ nghe ở ngoài này, không ngờ vẳng ngay lên trước ngay cái tòa án của một cái chế độ khốn nạn, trước mặt những cái tên công an nghệt mặt đó, là mà nghe những người thanh niên Việt Nam giây phút này họ hát những cái bài hát đó, thì họ kiệu, họ công kênh Đinh Nhật Huy lên. Tôi đã già, đã lớn tuổi rồi mà tôi có cảm tưởng rất là phấn khởi. Tự nhiên cái tuổi trẻ nó, cái nhiệt huyết trong mình nó sôi sục và mình tin ở cái con đường của mình. Và vì vậy tôi nghĩ rằng cái văn học ở hải ngoại này nó phải giữ cái khuynh hướng như vậy. Thưa ông, thế thì nếu mà nói trở lại với những cái câu chuyện mà ông vừa nói, vừa trình bày, thì ở trong nước, giới trẻ của chúng ta nó nghĩa là bây giờ họ phấn chấn, họ chú ý nhiều đến cái chính trị đất nước nhiều hơn là những cái điều mà họ được nghe, mà họ tự đi tìm hiểu và họ tự bung ra. Thế thì ở hải ngoại mình, ông có lạc quan với giới trẻ của hải ngoại là sẽ hội nhập và làm được những điều như trong nước không, qua cái văn học Việt Nam? Ví dụ như ở trong nước thì Phín đang được biết là cái giới trẻ đó, họ vào trong những cái blog để họ viết, họ không có được cái cơ hội viết và in và sáng tác, nhưng mà họ viết ở trên các diễn đàn Facebook, rồi những cái trang blog của họ. Thế thì ở hải ngoại mình có làm được những cái điều đó không? Và giới trẻ của Việt Nam mình, chúng ta ở hải ngoại đó, đã có những cái nhà văn, những cái người sáng tác nào mà ông nghĩ rằng là lạc quan để nó có thể đem được cái nền văn học mà đấu tranh mà chúng ta đang mong muốn? Tôi thấy cái văn học Việt Nam ở hải ngoại này nó biến dạng rồi. Không phải như tôi đã nói đó. Văn ở bây giờ là văn viết, văn nói và cả truyền hình như thế này. Nó là một cái cơ hội để chúng ta có thể truyền tải cho nhau những cái suy tư về đất nước, về văn học Việt Nam, về tương lai Việt Nam. Thành ra tôi có cái may mắn là tôi được tiếp cận rất nhiều với những cái giới trẻ qua những cái hệ thống Fun Talk đó. Gần như hàng tuần tôi đều được những anh em họ mời với những cái đề tài khác nhau, mà hầu hết là những cái đề tài liên hệ với tình hình đất nước. Thành ra tôi thấy thế này, có thể nhiều người đánh giá và bi quan đối với giới trẻ Việt Nam và hải ngoại, là bởi vì thật sự ra chúng ta không thấy những cái hình khối rõ ràng cụ thể trước mắt để mà đánh giá cái sự vùng dậy của giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại này. Coi như họ dường như là chỉ có học, rồi thì là lo đi làm việc, rồi thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Hơn nữa có một cái khó khăn lớn nhất của họ, tuyệt đại đa số họ không còn viết được tiếng Việt, kể cả những người không còn nói được tiếng Việt nữa. Nhưng mà không phải vì vậy mà cản trở họ trong một số những cái lĩnh vực. Tôi thấy những cuộc tập hợp của họ trong những cái fan talk như vậy thì hầu hết là những người trẻ. Nhiều người họ viết lên trên đó, họ check lên họ lên trên đó bằng tiếng Anh. Nhưng mà tức là ở trong nhà họ vẫn nghe là tiếng Việt. Thành ra tôi vẫn nghĩ rằng là cái hình thái văn học ở hải ngoại này nó sẽ thay đổi đi. Và họ cũng sẽ có đọc được một số những cái bài viết hoặc là những cái tác phẩm của một số những cái người trẻ viết bằng tiếng Anh hay là những cái ngoại ngữ khác để mà họ có thể hiểu được. Rồi chưa kể đến họ đọc được những cái tác phẩm của chính những người địa phương này. Tôi chỉ thấy như
cách đây vào đúng cái ngày kỷ niệm ông Ngô Đình Diệm bị thảm sát và cũng kéo theo cái nền đệ nhất Cộng Hòa bị sụp đổ đó, thì tôi được đọc ngay ở trên cái mạng của trên cái website của BBC đó, bốn năm bài của những cái người ngoại quốc. Và từ đó tôi lại tìm ra riêng một cái ông actor, ông Edward Miller đó, thì ngoài cái bài ông viết để mà nhìn lại cái con người thật của ông Ngô Đình Diệm ra đó, tôi lại còn được biết ông có cả một cái tese, một cái luận án về nền đệ nhất Cộng Hòa với cái tiêu đề đại đề là một cuộc hôn nhân gượng ép giữa Ngô Đình Diệm Hoa Kỳ và thân phận đau đớn của miền Nam Việt Nam. Vâng. Một cái tese như vậy, ông có trình bày tất cả những cái điều để mà phản biện lại những cái nhà văn phản chiến. Thế thì tôi nghĩ rằng những người trẻ của chúng ta đó, họ sẽ được đọc những tác phẩm như vậy. Vâng. Và khi họ đọc những tác phẩm như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới họ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Phiến Đan xin lại một lần nữa tạm dừng câu chuyện văn học tuần này với nhà văn Đồng Phong Vũ, và xin mời quý vị theo dõi một số các cơ quan thương mại bảo trợ cho đài, và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm ơn quý vị.